Yuri là một cô gái trẻ 22 tuổi đang phải trải qua một quãng thời gian khó khăn khi liên tục bị từ chối trong 19 cuộc phỏng vấn gần nhất. Không những thế, cô còn phải sống cùng bố và anh trai thất nghiệp, thêm một người chị gái là mẹ đơn thân, đang phải một mình nuôi một cậu nhóc tên là Makoto. Chán nản với thực trạng của gia đình, Yuri thực sự muốn có việc làm trong thành phố để dọn ra ở riêng, và những điều này cô chỉ có thể tâm sự với ông nội của mình. Do chị gái phải tăng ca đột xuất, nên Yuri được nhờ đi đón Makoto khi cậu bé tan học. Tuy nhiên khi thấy anh trai mình là Tsubasa đang đờ đẫn vì ngồi chơi game cả ngày, cô đã bắt anh ta phải đi đón Makoto để thay đổi không khí. Với vẻ ngoài luộm thuộm, Tsubasa đến trường mẫu giáo nhưng bị nghi ngờ là một kẻ bắt cóc trẻ em và chỉ đến khi được Yuri xác nhận, anh ta mới có thể đón được cháu trai của mình về. Trên đường hai bác cháu mải mê chơi đùa mà không biết rằng họ đã lọt vào tầm mắt của một nhóm côn đồ với số lượng hoàn toàn áp đảo, chúng đã dễ dàng hạ gục Tsubasa rồi tống cả hai lên xe chở đi. Ngay sau đó, Yuri cũng đã nhận được một cuộc gọi tống tiền. Bọn bắt cóc giao hẹn cho gia đình Yukawa phải nộp đủ 5 triệu yên tiền mặt trong vòng 30 phút tới, nếu không tính mạng của Tsubasa và Makoto sẽ không được đảm bảo. Nghe thấy tiếng kêu cứu của anh trai qua điện thoại, Yuri mất hết bình tĩnh liền muốn cầm theo cuốn sổ tiết kiệm đi cứu người. Tuy nhiên cô đã bị ông bố là Takafumi ngăn lại và bắt ở nhà, vì ông ấy cho rằng đây là việc mà một chủ gia đình nên làm. Nhưng Yuri vẫn nhất quyết muốn đi theo. Trong khi hai bố con vẫn còn đang cãi nhau thì thời gian đang nhanh chóng trôi đi, bất lực trước cảnh tượng hỗn loạn trong nhà, ông nội bèn quát lớn rồi dẫn cả hai người đến ngồi trước một hòn đá. Yuri và bố con chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông nội đã bắt đầu dùng máu của mình nhỏ vào hòn đá, đồng thời trong miệng đọc một câu thần chú tối nghĩa, làm cho từ đâu những con sứa ma quái bất chợt xuất hiện, rồi nhập vào cơ thể ba người. Cùng lúc đó toàn bộ sự vật xung quanh đột ngột dừng lại, giống như dòng thời gian đã hoàn toàn bị đóng băng. Lúc này ông nội mới bắt đầu giải thích về chuyện đang xảy ra. Theo đó, bọn họ đã được đưa vào một nơi mà thời gian bị ngưng đọng gọi là chỉ giới, thông qua một hòn đá phép thuật và một câu thần chú được lưu truyền nhiều đời của dòng họ Yukawa. Chứng kiến điều thần kỳ này, cha của Yuri tỏ ra rất phấn khích nên ông nội đã phải lên tiếng cảnh báo. Trước đây đã từng có người vào được thế giới này rồi bắt đầu làm những chuyện xấu xa và cuối cùng đã bị nơi này nuốt chửng. Đó cũng chính là lý do khiến ông nội phải giấu cả nhà bí mật về hòn đá và chỉ sử dụng nó khi thực sự cần thiết. Sau một hồi vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng cả nhà đã đến được nơi bọn bắt cóc hẹn giao tiền chuộc. Nhìn thấy anh trai bị đánh đập dã man, Yuri tức giận định ra tay trừng phạt một tên trong số đó thì ngay lập tức bị ông nội ngăn lại. Tiếp đó khi ba người đang loay hoay đưa Tsubasa và Makoto ra ngoài, không hiểu từ đâu ra một toán người lạ mặt vẫn còn có thể cử động, cầm hung khí lao tới đánh đập họ không thương tiếc. Bằng chút sức lực yếu ớt, ông nội đã liều mình lao ra ôm lấy Yuri và dùng phép dịch chuyển tức thời để đưa cô ra ngoài. Không thể đuổi theo hai ông cháu, một tên côn đồ đã dùng dao uy hiếp Makoto bắt họ phải tự nộp mạng. Thế nhưng khi hắn còn chưa kịp làm gì cậu bé thì từ đằng sau, một thực thể khổng lồ đã đột ngột xuất hiện, dùng tay bóp nát đầu hắn trước sự kinh hãi của tất cả mọi người. Bên cạnh gia tộc Yukawa sở hữu viên đá thời gian, một giáo phái tên là Hội Tình Ái cũng đang sở hữu một phiên bản khác của nó. Và người đứng đầu Sagawa của hội này cũng chính là kẻ đã dàn dựng vụ bắt cóc để dụ ông nội của Yuri phải dùng đến hòn đá gốc, từ đó nhân cơ hội cướp lấy nó về tay. Ông nội của Yuri nói với cô, thực thể khổng lồ vừa hành quyết tên côn đồ được gọi là thần ly nhẫn. Đặc sứ chịu trách nhiệm bảo vệ những người đang bất động trong thế giới này, nên bất cứ kẻ nào có ý định phá luật đều sẽ bị tiêu diệt. Dựa vào những hiểu biết của mình về chỉ giới, ông nội nói rằng nơi này giống như một khung hình tách rời của một bộ phim, và chỉ cần sai lệch một phần 1.000 giây thôi cũng sẽ dẫn vào một chỉ giới khác. Vì vậy, ông nội không biết làm cách nào để bọn bắt cóc có thể vào đây cùng với họ. Nhưng ông ấy nghĩ việc cần làm hiện giờ là phải trở về thế giới thực, rồi kích hoạt viên đá một lần nữa để đến một thời điểm khác, nơi mà bọn bắt cóc không hề tồn tại. Tuy nhiên, để làm được điều đó thì hai người cần phải cứu ông bố Takafumi trước, và ông nội sẽ là người đảm nhiệm việc này, còn Yuri thì sẽ quay về nhà để lấy hòn đá. Sau khi bị đặc sứ kết liễu, con sứa trong người tên đàn em thoát ra rồi không hiểu sao lại nhập vào người Tsubasa, giúp anh ta thoát khỏi thân phận người bất động và có thể di chuyển trong thế giới này. Cố vấn của Sagawa là Soko cũng đã có mặt ở hiện trường và phát hiện ra đặc sứ đang nhỏ dần sau mỗi lần xuất hiện. Trong cuộc thảo luận với đối tác của mình, Sagawa tiết lộ rằng tuy có chút nghi ngờ về hành tung của Soko, nhưng hắn vẫn đang giữ cô lại để lợi dụng những thông tin mà cô ấy biết được. Hồi nhỏ, Soko cũng đã vô tình lọt vào chỉ giới một lần, vì thế cô ấy có rất nhiều kiến thức về thế giới này, cũng như hiểu được cách thức hoạt động của nó. Sau khi hồi phục khả năng di chuyển và nhận thức, Tsubasa rất hoảng hốt khi thấy mọi người xung quanh đều bị đóng băng. Trong khi đó, ông nội đã theo dõi bọn bắt cóc và biết được trụ sở của Hội Tình Ái. Tại đây, ông phát hiện ra gia đình mình đã bị ai đó bí mật gắn máy theo dõi và ngay lập tức đoán ra Yuri hiện đang gặp nguy hiểm. Quả đúng như suy đoán của ông nội,
Yuri ngay khi vừa mở cửa nhà đã bị một đám côn đồ ghì chặt xuống sàn và có ý định bóp cổ cô cho đến chết. Trong giây phút cận kề sinh tử, đôi mắt của Yuri bỗng chuyển sang màu trắng đục và bất giác nhìn thấy những con sứ linh hồn đang len lỏi bên trong những người trước mặt. Bằng một cách thần kỳ nào đó, khi để bàn tay của Yuri chạm vào ngực, con sứ trong người tên côn đồ đã đột ngột thoát ra, khiến cho hắn ngay lập tức bị trục xuất về thế giới thực. Nhìn thấy đồng đội của mình bị như vậy, những tên khác liền lao vào áp chế Yuri nhưng đều lần lượt bị cô hạ gục. Sau đó Yuri nhanh chóng cầm theo hòn đá rồi trốn thoát ra ngoài. Suko là người duy nhất hiểu được năng lực siêu nhân của Yuri. Sự việc này cũng được báo cáo cho một tay sai khác của Sarawa là Shiomi, người chuyên đảm nhận các công việc về điều tra. Ở trụ sở của hội tình ái, Sarawa cũng bắt đầu làm thí nghiệm khi cho một tay sai tấn công một người bất động. Và đúng như hắn dự đoán, tên tay sai đã ngay lập tức bị đặc sứ kết liễu. Có điều ở lần xuất hiện này, kích thước của đặc sứ đã thực sự thu nhỏ lại. Linh hồn sứ vừa thoát ra ngoài nhanh chóng bay đến nhập vào người Makoto, khiến cậu bé đã có thể lấy lại nhận thức trong chỉ giới. Có vẻ như huyết thống của nhà Rugawa thực sự có điều gì đó thu hút đám sứ linh hồn này. Vì sợ Makoto sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rồi trở thành một người giống mình, Tsubasa đành trấn an thằng cháu rằng cả hai đã được cảnh sát giải cứu. Nhưng có vẻ như Makoto không hề tin tưởng vào những lời mà bác mình đã nói. Sau khi được cấp dưới Shiomi báo cáo về năng lực đặc biệt của Yuri, Sarawa đã có chút lo lắng và quyết định sẽ bắt đầu ra tay hành động. Bằng những lời ngon ngọt của mình, Sarawa đã chiếm được niềm tin của Takafumi và thành công dụ dỗ ông ta tình nguyện giao nộp hòn đá. Tại một cửa tiệm tạp hóa, đám lính đánh thuê của Sarawa đang liên hoan thì vô tình thấy Yuri đang lang thang trên đường nên đã bí mật bám theo cô để tìm kiếm cơ hội ghi điểm trong mắt ông chủ. Sau khi đi bộ một đoạn đường dài, cuối cùng Yuri cũng gặp lại được ông nội và ông tỏ ra rất ân hận vì suýt nữa đã đẩy cháu gái mình vào chỗ nguy hiểm. Hai ông cháu đoàn tụ chưa được bao lâu thì đám côn đồ kia cũng đã bắt kịp. Không còn cách nào, ông nội của Yuri đành phải tiếp tục sử dụng thuật dịch chuyển để mang cô bỏ chạy. Sau khi trải qua một loạt sự kiện bất ngờ tại thế giới này, Yuri mới được ông nội tiết lộ rằng thực chất ông đã đưa cô đến đây khi còn nhỏ. Đó là ngày mà chú cún cưng của gia đình chuẩn bị lìa đời. Ông nội đã sử dụng hòn đá để Yuri có thêm thời gian ở bên cạnh nó. Tuy nhiên vì vẫn còn là một cô bé chưa hiểu chuyện, nên Yuri đã nhất quyết không chịu trở về thế giới thực. Hơn nữa, trong một phút kích động, cô thậm chí còn bộc lộ sức mạnh và suýt nữa đã trục xuất ông nội ra khỏi chỉ giới. Cả hai mải mê ôn lại chuyện cũ mà không để ý rằng đám côn đồ đã đuổi đến nơi. Tuy nhiên ông nội lúc này đã thấm mệt nên không thể tiếp tục dịch chuyển. Biết rằng không thể trốn tránh được mãi, Yuri đã quyết định quay lại đối đầu trực tiếp với kẻ thù bằng năng lực mới của mình. Cùng với sự giúp đỡ của ông nội, cả hai đã phối hợp cực kỳ ăn ý biến lũ côn đồ lần lượt trở thành những pho tượng. Sau khi giải quyết xong đám lâu la, Yuri cùng ông nội quay lại tìm Tsubasa và Makoto thì phát hiện họ đã không còn ở chung cư bỏ hoang nữa. Lúc này hai bác cháu đang đi chơi trong siêu thị và bị một tên đàn em khác của Sagawa theo dõi. Về phía Takafumi, ông ấy đang cảm thấy cực kỳ bức xúc vì bản thân là chủ gia đình nhưng lại chẳng biết gì về sự tồn tại của hòn đá, nên đã đổ hết tất cả trách nhiệm trong chuyện này lên người ông nội Yuri. Tại nhà Yukawa, đám lính đánh thuê sau khi để con mồi chạy thoát thì bắt đầu đổ lỗi cho nhau và lao vào ẩu đả. Trong lúc mất kiểm soát, một tên trong số đó đã vô ý ra tay tấn công một người bất động nên đã bị đặc sứ xuất hiện tiêu diệt. Tuy nhiên, lần này đặc sứ chỉ còn kích cỡ to bằng con người và sau khi ra tay kết liễu tên bất hảo kia, cơ thể của đặc sứ cũng bắt đầu vỡ ra rồi sụp đổ như một cây cổ thụ mục sữa. Trái lại với sự sợ hãi của mọi người trong phòng, Soko bình thản bước đến gần rồi phủi nhẹ lớp bụi, khiến cho một thực thể như xác ướp từ từ hiện ra. Điều này hoàn toàn trùng khớp với những nghiên cứu trước đây của cô. Đặc sứ thật ra là những con người bình thường, bị chỉ giới giữ lại bắt phải làm công việc bảo vệ. Bất ngờ hơn, Soko còn tiết lộ rằng trước đây chính mắt cô đã chứng kiến người thân của mình bị biến thành những đặc sứ. Thì ra gia đình nhà Soko trước đây cũng từng được thừa kế một bản sao của hòn đá thời gian và khi ông nội của Yuri kích hoạt hòn đá gốc, họ đã vô tình bị kéo vào trong chỉ giới. Tại đây, do quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại ở thế giới thực, cha của Soko đã xuất hiện những ý nghĩ buông xuôi và dần dần bị nuốt chửng. Chứng kiến điều này, mẹ và anh trai của Soko cũng trở nên hoảng loạn và cũng từ từ bay đi mất. Cũng may Soko lúc ở vào tình trạng tương tự đã tình cờ gặp được Yuri và bị cô bé trục xuất về thế giới thực nên mới có thể sống đến bây giờ. Mục đích của Soko khi trở lại chỉ giới chính là muốn lợi dụng sức mạnh của Yuri, đưa cả gia đình của cô trở về, dù rằng hiện giờ có thể họ chỉ còn là những cái xác. Tiếp đó, Soko quay về báo cáo lại cho Sagawa những gì vừa nhìn thấy, đồng thời đưa ra một giả thuyết rằng thế giới này có thể còn tồn tại nhiều đặc sứ khác. Để kiểm chứng điều này, Sagawa đã tự mình thực hiện một cuộc thí nghiệm khi cố ý nặn ra suy nghĩ muốn giết một người bất động trong đầu. Và quả nhiên một đặc sứ nhỏ trong hình dạng nửa người đã xuất hiện ngăn cản hắn.
tưởng rằng đây chỉ là một biến thể yếu ớt chưa hoàn thiện, tên đối tác của Sagawa đã khinh thường sút văng nó đi, sau đó còn lên tiếng khiêu khích một cách cực kỳ ngạo mạn, nên đã bị hai đặc sứ to lớn khác từ đâu xuất hiện kết liễu trong nháy mắt. Dựa vào những đặc điểm trên cơ thể ba đặc sứ, Soko nhận ra họ chính là bố mẹ và anh trai của cô, nhưng bất ngờ hơn là dường như Sagawa cũng đoán được điều này. Đồng cảm với hoàn cảnh đáng thương của Soko, một lính đánh thuê là Sako đã quyết định phản bội Sagawa để giúp Soko giải cứu gia đình của mình. Trong lúc đó, ông nội và Yuri đã âm thầm đột nhập vào trụ sở của hội tình ái và nhanh chóng tìm thấy Takafumi. Tuy nhiên, ông bố ngây thơ này lại nhất quyết muốn gia đình phải giao lại hòn đá cho Sagawa, buộc ông nội phải dùng đến phép dịch chuyển đưa cả ba thoát ra ngoài ngay trước khi đám kia kịp lao tới. Sau khi đã đưa cháu mình đi ăn uống no nê ở siêu thị, Tsubasa dẫn Makoto trở về nhà với hy vọng sẽ gặp lại được mọi người. Tuy nhiên, cả hai lại bị tên môn đồ khi nãy rình rẵn và lao đến tấn công. Mặc dù bị đánh lén bất ngờ, Tsubasa vẫn đủ bình tĩnh để quay lại đỡ đòn, đồng thời hô lớn cho Makoto mau chạy trốn. Trong giây phút giằng co, Tsubasa đã nhanh tay hất văng con dao của kẻ địch, rồi dùng một chiếc khăn bịt kín đầu khiến hắn ngạt thở đến chết. Vì là lần đầu tiên ra tay giết người, cộng thêm việc sau đó tìm mãi không thấy Makoto đâu, Tsubasa từ từ mất đi ý thức và trên người bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu chuyển hóa thành đặc sứ. Cũng ngay ba người Yuri đã kịp thời trở về và phát hiện điều này, nên ông nội đã ngay lập tức bảo cô sử dụng năng lực của mình, trục xuất Tsubasa trở về thế giới thực. Giải quyết xong vấn đề của Tsubasa, mọi người mới chợt nhận ra Makoto đã mất tích, thì ra nhân lúc sơ hở Soko và Soka đã nhanh tay bắt cóc cậu bé. Thông qua đó ép Yuri phải giúp Soko trục xuất những con sứa linh hồn ra khỏi cơ thể bố mẹ và anh trai của cô ta. Ban đầu Yuri đã nghĩ rằng Soko cũng chỉ là một kẻ không từ thủ đoạn giống như Sagawa, tuy nhiên sau khi biết về câu chuyện của gia đình Soko, cô đã có một cái nhìn khác về cô gái tội nghiệp này. Một kế hoạch kỹ lưỡng đã được vạch ra, Soko là người sẽ vờ tấn công người vô tội để triệu tập đặc sứ, ngay lúc đó ông nội sẽ dùng phép dịch chuyển để đưa cô đến nơi an toàn. Đồng thời Yuri từ trên cao sẽ tận dụng thời cơ, sử dụng sức mạnh của mình giải thoát cho người nhà Soko. Mặc dù chi tiết là vậy nhưng lại có một vấn đề phát sinh mà mọi người không ngờ tới, đó là Soko không đủ nhẫn tâm để nghĩ đến việc uy hiếp mạng sống của một người không quen. Mặc dù đã 5 lần 7 lượt gồng sức kề dao vào cổ người thí nghiệm, nhưng do không đủ sát khí nên đặc sứ vẫn không xuất hiện. Tuy nhiên bất ngờ thay, khi Takafumi chỉ thử một chút thì đặc sứ đã ngay lập tức xuất hiện. Rất may do vẫn giữ được sự tập trung cao độ, nên ông nội mới kịp dịch chuyển thành công thằng con già đầu đến nơi an toàn. Nhận thấy có sơ hở, Yuri ngay lập tức đu lên người đặc sứ và bắt đầu quá trình trục xuất linh hồn. Dưới sự áp chế của Yuri, đặc sứ vẫn điên cuồng tấn công ông nội và bố của cô, khiến cả hai phải liên tục dịch chuyển để né đòn. Thế rồi trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc sau đó, Yuri cuối cùng cũng thành công trục xuất toàn bộ sứ linh hồn ra bên ngoài cơ thể ba đặc sứ, khiến cho họ bắt đầu tiến vào quá trình mục rữa. Từ trong đống đổ nát ấy, Soko chậm rãi bước lên nhận lấy thi hài của bố mẹ mình. Theo thời gian cả hai gần như đã bị hút cạn chỉ còn lại da bọc xương. Nhưng bất ngờ thay, phép màu đã xảy ra khi anh trai của Soko dù hơi gầy vẫn giữ được hình hài lúc nhỏ, đồng thời vẫn còn đó dấu hiệu của sự sống. Được gặp lại anh trai sau nhiều năm xa cách, Soko đã không kìm được nước mắt. Thêm nữa với tình hình hiện tại, cô ta cùng Sako đã quyết định phản bội lại hội tình ái và gia nhập phe của Yuri chống lại Sagawa. Trong khi đó, một tên giáo đồ của hội tình ái đã vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện giữa Sagawa và Shiomi. Từ đó phát hiện ra Sagawa bấy lâu nay đã lừa dối tất cả mọi người trong hội, khi mà mục tiêu cuối cùng của hắn là sử dụng hòn đá để kéo dài vô hạn sự tồn tại của bản thân. Vì muốn chứng kiến sự phát triển cũng như lụi tàn của vạn vật, chứ không hề có ý định biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn, giống như hắn vẫn giảng đạo với các giáo đồ. Với những thông tin quý giá mà Soko có được, cả nhóm đã lên một kế hoạch để thoát ra khỏi chỉ giới và sau đó là phong ấn hòn đá. Tuy nhiên đầu tiên họ cần phải đưa Tsubasa đến một nơi an toàn trước. Trong khi đang đi lang thang khắp nơi để truy tìm gia đình Yukawa, một tên lính đánh thuê đã vô tình tìm thấy hòn đá gốc mà Yuri giấu trên ngọn cây ở đền thờ. Ngay lập tức hắn cùng tên giáo đồ nghe lén khi nãy mang nó về gặp Sagawa. Tuy nhiên trong giây phút giao nộp hòn đá, tên giáo đồ không kìm được bức xúc nên đã lên tiếng chất vấn Sagawa về ý định thực sự của hắn. Biết rằng âm mưu của mình đã bị lộ tẩy, Sagawa thản nhiên công khai thừa nhận toàn bộ sự thật với đám giáo đồ, rằng hắn sẽ sử dụng hòn đá để kéo dài tuổi thọ và chứng kiến sự lụi tàn của loài người giống như một vị thần. Đối mặt với sự giận dữ của đám giáo đồ, trên người Sagawa bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu chuyển hóa thành đặc sứ, tuy nhiên đến nửa chừng thì quá trình này bất ngờ dừng lại. Thì ra với tham vọng của mình, Sagawa đã nghĩ đến một điều điên rồ chính là hoàn toàn kiểm soát sứ linh hồn trong người. Cụ thể hắn sẽ buông lỏng tinh thần để quá trình chuyển hóa thành đặc sứ có thể diễn ra. Rồi đến ngưỡng cân bằng sẽ mạnh mẽ dùng ý chí của bản thân để dừng quá trình này lại.
khi đó hắn sẽ sở hữu sức mạnh của một đặc sứ, nhưng vẫn nắm quyền điều khiển cơ thể mình. Với năng lực siêu việt mới có được, Sagawa dễ dàng tiêu diệt tất cả các môn đồ và chỉ tha mạng cho duy nhất Shiomi để tiếp tục phục vụ cho hắn. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phát ra từ ngôi nhà, Yuri cùng mọi người đã đoán ra được có việc chẳng lành. Sau khi nhìn thấy Sagawa định tấn công anh trai Tsubasa, Yuri đã bất chấp nguy hiểm lao ra để bảo vệ và suýt chút nữa bị hắn tấn công. Cũng may ông nội lại một lần nữa xuất hiện kịp thời và đưa cô trốn thoát. Với sức mạnh bá đạo hiện tại của Sagawa thì việc đối đầu trực diện chắc chắn không phải là một ý tưởng tốt. Dù đã thành công trốn thoát nhưng Yuri vẫn chưa thể cứu được anh trai, nên sau đó Soko đã tình nguyện đi gặp Masayomi bởi cô tự tin có thể thuyết phục anh ta phản bội lại Sagawa. Điểm yếu duy nhất của Sagawa lúc này chính là việc hấp thụ năng lượng, bởi trạng thái thần linh này khiến hắn liên tục cảm thấy đói. Trong lúc đang nạp lại năng lượng tại một siêu thị, Sagawa đã cảm nhận được sự xuất hiện của Soko và yêu cầu Shiomi ra mặt giải quyết. Shiomi lúc này đã biết rõ ý định đến để thuyết phục của Soko, nhưng anh ta đã quyết định chọn ở lại cùng phe với Sagawa. Điều này cũng khiến tính mạng của Soko giờ đây bị đe dọa. Sau khi đã dùng xong bữa, Sagawa quay lại để xử lý Soko thì phát hiện cô đã biến mất. Tuy nhiên chưa chạy trốn được bao xa, cô đã bị hắn cô lập trên sân thượng của siêu thị. Trong giây phút cận kề cái chết, Soko đã bộc phát năng lực điều khiển vật lý, giúp bản thân có thể di chuyển trên những vật đang trôi nổi. Tuy nhiên Sagawa vẫn dễ dàng bắt kịp cô. Với thuật dịch chuyển tức thời, Yuri và ông nội đã nhanh chóng có mặt ở sân thượng. Tuy nhiên cả hai còn chưa kịp làm gì thì ông nội đã bị Shiomi phục kích chém vào tay. Biết sẽ rất khó để giết hết mọi người khi ông nội của Yuri vẫn còn ở đây, Sagawa và Shiomi đã thu thập những giọt máu của ông ấy rồi bất ngờ quay người rời đi. Thì ra với hòn đá gốc đang có trong tay, Sagawa định sẽ thực hiện nghi thức trục xuất ông nội ra khỏi chỉ giới. Khi đó đám người Yuri sẽ mất đi năng lực dịch chuyển tức thời và Sagawa sẽ dễ dàng nắm họ trong lòng bàn tay. Ngay khi giọt máu ngấm vào lõi của hòn đá, ông nội của Yuri đã cảm thấy vô cùng đau đớn, đồng thời linh hồn xưa trong người ông ấy cũng đang dần bị hút ra và hướng đến hòn đá trong tay của Shiomi. Trong tình thế nguy cấp này, Yuri ngay lập tức đề nghị ông nội cố gắng mang theo cô dịch chuyển đến chỗ hòn đá. May mắn lúc hai người xuất hiện thì Sagawa và Shiomi không có mặt. Tuy nhiên dù Yuri đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể dừng hòn đá lại được, nên cuối cùng cô đã dứt khoát đập vỡ nó, khiến quá trình trục xuất bị ngưng lại và ông nội dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, việc không còn hòn đá cũng đồng nghĩa với việc Yuri đã chính thức bị mắc kẹt ở chỉ giới, bởi ngoài cô ra thì không còn ai có khả năng trục xuất người khác về thế giới thực nữa. Đúng lúc này, Sagawa xuất hiện bên ngoài cửa sổ và định tấn công, nhưng Shiomi lại bất ngờ đứng ra ngăn cản hắn ta, rồi cùng hai ông cháu dịch chuyển chạy trốn. Thì ra sau khi nhìn thấy viên đá bị phá hủy, Shiomi hiểu rằng Yuri chính là cơ hội duy nhất có thể đưa anh ta trở lại thế giới thực. Do đó, chỉ trong một tích tắc, Shiomi đã lựa chọn phản bội lại Sagawa. Sau khi chờ đợi mãi mà không thấy Yuri quay lại, Takafumi đã đưa Makoto về nhà để tìm kiếm mọi người. Nhưng khi về đó, hai ông cháu lại bất ngờ trông thấy một đặc sứ, chính là do tên lính đánh thuê Tobino mà Sagawa đã ra tay trừ khử trước đó biến thành. Khi cảm nhận được bản thân gặp nguy hiểm, Makoto đã vô thức phát huy ra được năng lực đặc biệt, khiến cho con đặc sứ trước mặt phải hành động theo lời cậu bé nói. Lúc này, nhóm người Yuri đã theo tiếng động lớn và đuổi đến nơi. Tất cả đều cực kỳ ngạc nhiên khi thấy đặc sứ đang hoàn toàn bị điều khiển và hiểu nhầm rằng năng lực mới này là của Takafumi. Do bấy lâu nay vốn bị mọi người cho là kẻ vô dụng trong nhà, nên Takafumi cũng ngay lập tức chớp lấy cơ hội hùa theo và tự nhận chính mình là người đã điều khiển đặc sứ Tobino. Lợi dụng sự ngây thơ của Makoto, Takafumi đã lừa được cậu bé giữ kín chuyện điều khiển đặc sứ, đồng thời nói với mọi người rằng ông ấy muốn chiến đấu trực tiếp với Sagawa, nhưng với điều kiện là phải được mang Makoto đi cùng. Không chỉ có được năng lực khống chế, Makoto còn có thể cảm nhận được khí tức của những đặc sứ. Vì vậy, cậu bé nhanh chóng giúp cả nhóm tìm ra được vị trí của Sagawa, nhưng tất nhiên là phải thông qua miệng của Takafumi. Dù đã cảm nhận được trước nhóm người Yuri đang nhắm vào mình, Sagawa cũng không thể ngờ được hắn ta sẽ bị tấn công bởi một đặc sứ khác. Hơn nữa, Tobino còn là thực thể đã chuyển hóa hoàn toàn, nên cũng dễ hiểu khi Sagawa bị thua sút về mặt sức mạnh. Tuy nhiên, trong quá trình chiến đấu, Sagawa đã nhận ra Tobino giống như bị ai đó điều khiển, nên đã chú ý quan sát và nhận ra được người đứng sau chính là Makoto. Không chút chần chừ, Sagawa ngay lập tức chọn cậu bé làm mục tiêu tấn công, nhưng đã bị Soko lấy thân mình ngăn lại. Hơn nữa nhân lúc Sagawa không để ý, cô ấy còn găm một nhát dao đóng đinh chân hắn xuống đất, tạo điều kiện cho Makoto điều khiển Tobino bóp chặt lấy kẻ địch. Nhân cơ hội đó, Yuri định lao lên tung ra đòn kết liễu, thì đột nhiên thân thể của Sagawa bất chợt phình to lên rồi nổ tung. Sau khi khói bụi tan đi, trước mắt mọi người chỉ còn lại một hình hài gầy còm sơ xác, có vẻ như đang vô cùng đói khát thức ăn. Tiếp đó một cảnh tượng vô cùng kinh dị đã xảy ra.
Sagawa đột nhiên lao đến coi Tobino như thức ăn để nạp năng lượng cho mình, khiến cho Tobino nhanh chóng bị hút về kích thước của người bình thường, còn Sagawa thì hồi phục được chút sức lực để bỏ chạy. Lần theo vết máu, Yuri và ông nội đã nhanh chóng dồn được hắn vào một căn phòng kín. Biết rằng bản thân đã không còn đường lui, Sagawa bắt đầu dụ dỗ Yuri. Nếu cô ấy cho hắn thêm thời gian, hắn chắc chắn sẽ có thể tìm ra cách thoải mái ra vào chỉ giới và Yuri sẽ không cần phải lo lắng vấn đề bị mắc kẹt ở đây nữa. Không những vậy, để gợi lên lòng thương hại của hai ông cháu, Sagawa còn bắt đầu kể về cuộc đời bất hạnh của hắn. Theo đó, Sagawa là con trai của giáo chủ hội tình ái đời trước. Hắn vô cùng ngưỡng mộ cha mình và coi ông ấy như một cột trụ sẽ hỗ trợ cho thế giới. Thế nhưng hình tượng vĩ đại ấy đã sụp đổ khi Sagawa vô tình phát hiện cha mình đang lén lút làm chuyện xấu với một giáo đồ, khiến hắn cực kỳ chán ghét và muốn trốn chạy khỏi thế giới thực. Vì vậy, khi vô tình phát hiện ra hòn đá có thể dẫn vào chỉ giới tại đám tang của cha, Sagawa đã quyết định tập trung nghiên cứu về nơi thần kỳ này. Những lời nói của Sagawa đã phần nào thuyết phục được ông nội, bởi chính bản thân ông cũng đang cảm thấy day dứt vì không thể giúp Yuri thoát khỏi thế giới này. Thế nhưng ngược lại, Yuri vẫn rất tỉnh táo. Cô dứt khoát ra tay trục xuất chút linh hồn còn lại khỏi cơ thể Sagawa, khiến hắn phải gục ngã trong đau đớn. Đến lúc này, Sagawa đã cực kỳ suy yếu và đã bất ngờ bị Takafumi từ bên ngoài lao vào đâm cho một kiếm. Tuy nhiên, không ngờ là nhát đâm đó vẫn chưa thể kết thúc được mạng sống của Sagawa khi mà bộ não của hắn vẫn còn có thể thoát ra bên ngoài, rồi bắt đầu mọc ra những sợi tơ nhỏ bám vào những vật thể xung quanh giống như mạng nhện. Tưởng rằng đây lại là một thời cơ khác để thể hiện, Takafumi lại một lần nữa cầm kiếm lao lên, tuy nhiên lần này thứ đứt lìa lại chính là mấy ngón tay của ông ta. Vì máu chảy quá nhiều có thể dẫn đến nguy hiểm, Yuri không còn cách nào khác ngoài trục xuất bố mình trở về thế giới thực để có thể gặp bác sĩ chữa trị. Thì ra những sợi tơ mà Sagawa giăng ra đều cực mảnh và sắc bén, nên chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, bất kỳ ai cũng đều có thể bị nó cắt thành nhiều phần. Không những thế, chúng dường như còn có tác dụng hút chất dinh dưỡng, từ đó tái tạo lại cơ thể cho Sagawa. Tuy nhiên, quá trình này cũng sẽ mất khá thời gian, nên mọi người quyết định sẽ dọn dẹp đống xác chết xung quanh trước. Cùng lúc đó, Yuri cũng đã bắt đầu nghĩ đến việc đưa mọi người trở về. Tiếp đó, nhân lúc ông nội không để ý, Yuri đã định trục xuất ông ấy đầu tiên. Tuy nhiên, ông nội cũng đã nhận ra ý định của cô và đã dịch chuyển để né tránh. Mặc dù biết rằng việc trở về thế giới thực là một điều bắt buộc, nhưng ông nội không thể yên tâm khi bỏ Yuri lại thế giới này một mình. Vì thế, ông đã thuyết phục cô đưa mọi người về trước, còn ông ấy sẽ là người cuối cùng rời đi. Bẵng đi một lúc mọi người không chú ý, những sợi tơ của Sagawa đã lan rộng và chặn hết những con đường dẫn đến vị trí bộ não. Nguy hiểm hơn là Shoko hiện đã bị những sợi tơ vây chặt bên trong. May mắn là năng lực của Yuri dường như đặc biệt có hiệu quả khắc chế thứ này, vậy nên chỉ cần tốn một chút năng lượng, cô đã có thể dễ dàng cắt đứt chúng và tiến đến gần bộ não của Sagawa. Để tránh phát sinh những rắc rối khác, Yuri liền đưa ra quyết định sẽ trục xuất toàn bộ linh hồn còn sót lại trong chiếc kén, không cho hắn bất cứ cơ hội tái tạo nào. Trong giây phút cuối cùng, Yuri như cảm nhận được từng mảnh ký ức của Sagawa đang bị cháy rụi, để rồi từ trong chiếc kén đó bất ngờ rơi ra một bào thai nguyên vẹn. Dù biết đây rất có thể là Sagawa chuyển sinh, Yuri vẫn không nỡ bỏ mặc nên đã nhanh chóng ra tay cứu lấy đứa bé và tự nguyện trở thành người chăm sóc nó. Hiện tại có lẽ đã là thời điểm thích hợp để mọi người trở lại thế giới thực, tuy nhiên với việc đứa trẻ vẫn còn nhỏ và Yuri không có kinh nghiệm chăm sóc, nên ông nội quyết định sẽ ở lại giúp đỡ cô. Thời gian cứ thế trôi đi, Yuri và ông nội đã dần thích nghi với cuộc sống mới. Hàng ngày cô đều giữ thói quen viết nhật ký và tự chia thời gian để tính tuổi cho đứa bé, thỉnh thoảng cô còn cùng ông nội đi chơi để thay đổi không khí. Hơn nữa, dù cơ hội là rất mỏng manh, Yuri vẫn thử nghiên cứu cách điều khiển ý thức mà Sagawa đã nói, với hy vọng một ngày nào đó có thể thoát khỏi đây. Đến một ngày sau khi đã hoàn thành công việc, ông nội vào phòng riêng nghỉ ngơi thì bất ngờ bị Yuri trục xuất khỏi chỉ giới, bởi vì cô biết dù thế nào thì cũng sẽ đến lúc phải tạm biệt và cô không thể ích kỷ giữ ông nội tại thế giới buồn chán này chỉ để bầu bạn với mình. Giờ đây chỉ còn lại hai mẹ con Yuri sống tại chỉ giới, mỗi ngày cô đều dẫn đứa bé vào siêu thị rồi đưa nó ra công viên chơi. Cứ thế tình cảm Yuri dành cho con cũng ngày càng lớn, thậm chí trong một phút yếu lòng cô đã có ý định giữ đứa bé lại. Tuy nhiên ngay lập tức lý trí đã kéo Yuri thoát ra khỏi suy nghĩ ích kỷ đó, cô quyết định đưa đứa bé trở về thế giới thực và chính thức mắc kẹt tại đây một mình. Những ngày sau đó, Yuri cố gắng duy trì một cuộc sống vui vẻ và không cho phép mình cảm thấy nhàm chán. Tuy nhiên dù đã rất nỗ lực, Yuri vẫn có thể nhận ra rằng bản thân cô đang ngày càng trở nên căng thẳng vì không được tiếp xúc với xã hội. Đến một ngày khi sức chịu đựng đã đạt đến giới hạn, Yuri dần đánh mất ý thức và gần như đã bị chuyển hóa thành đặc sứ. Cũng may với chút lý trí yếu ớt còn sót lại, Yuri đã cố gắng bám víu vào một thứ ánh sáng thuần khiết mà cô nhìn thấy, để rồi khi đến gần mới nhận ra đó là một cô gái. Khi vừa tỉnh lại,
Yuri cảm thấy khá bất ngờ khi nghe cô gái bí ẩn nói rằng đã làm linh hồn trong người cô bình tĩnh lại. Sau đó mới biết cô gái này chính là vợ của người đã tạo ra hòn đá thời gian, đồng thời cũng đã sở hữu sứ linh hồn kể từ lúc mới sinh. Vì là người sở hữu linh hồn nguyên bản, nên chính cô gái tóc vàng là người đã đưa chồng mình vào trong chỉ giới để ông ấy có thể nghiên cứu và tạo ra những hòn đá. Vậy nên khi biết được Yuri đã đập vỡ nó và bị mắc kẹt tại đây, cô ấy đã vui vẻ đưa Yuri quay trở lại thế giới thực chỉ sau một cái nắm tay. Sau khoảng thời gian dài xa cách, cuối cùng Yuri đã có thể trở lại với gia đình mình. Cô rất ngạc nhiên khi thấy trời đã muộn mà đèn trong nhà vẫn còn chưa tắt. Và đến khi mở cửa ra, Yuri cực kỳ xúc động khi thấy ông nội đang ngồi ngủ gật đợi cô trở về. Vậy là sau bao nhiêu gian nan thử thách, cuối cùng cả gia đình cũng đã được đoàn tụ với nhau. Kết thúc bộ phim, Soko và người anh trai nhỏ con ngày càng trở nên thân thiết. Tsubasa đã ra ngoài làm việc chứ không còn ăn bám nữa, nên chiếc máy chơi game ở phòng khách đã được chuyển giao lại cho Takafumi, cùng với hai đứa cháu ngoại là Makoto và Sagawa chuyển sinh. Phần tóm tắt của bộ anime này kết thúc tại đây. Nếu thấy video hay đừng quên ấn thích, đăng ký kênh và để lại bình luận phía bên dưới để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại trong những phần tóm tắt tiếp theo. Tạm biệt!